Chào các bạn nha, hiện tại mình đang đứng tại chợ Nhật Tảo. Đây là đường Nhật Tảo, bên kia là đường Lý Thường Kiệt. Thì chợ Nhật Tảo nổi tiếng là chợ bán hàng điện tử và các cái đồ điện tử cũ. Bây giờ mình và các bạn cùng dạo một vòng quanh xem thử trong chợ này có cái gì nha. Rồi hiện tại mình đang vô cái gian hàng nó bán mấy cái quạt motor rồi tùm lum này. Mình dự định mình mua cái quạt để về mình chế cái quạt để mình nhóm bếp than á. Cái quạt này mình mua rồi, người ta lấy 30.000, người ta thử luôn cho mình á. Tí nữa về mình thử cho các bạn xem luôn, nhưng mà lúc mà thử mình không có quay lại. Rồi bây giờ qua cái gian hàng cái bên này nó bán rất là nhiều đồ nè. Đây biến áp, đây quạt, đây CB nè, đây pin laptop mà. Kia nó chỉ có 75 W thôi nè, 125 W. Chứ có nhớ mà không nhớ là con này bạn. Vậy. Đó, đưa rồi. Xem có cái nào một chân. Chân là sao? Đâu đâu lấy nhìn biết một chân này. Đấy, đơn coi thử. Cái đây 5 chân rồi. Một chân là cái đây, một chân nè. Có thường nó có vậy thôi. Đấy. Nhìn gì? Này 5 chân. Rồi đang đi dạo mua đồ mà trời giờ nó mưa quá, mưa tầm tã luôn các bạn. Rồi các bạn, bây giờ về tới nhà rồi. Hồi nãy đi dạo mưa quá trời mưa, mình không có quay clip nữa. Thì cũng rất là xui, mình đi trúng cái ngày chủ nhật, cửa hàng người ta đóng cửa, một số cửa hàng nó mở nhưng mà cũng rất là ít. Và cái lúc mưa thì người ta dọn dẹp đồ vô, người ta không có bán nữa. Mình mua được ít đồ đây, bây giờ mình về mình thử cho các bạn xem nè. Đây mình mua được cái quạt thổi lò 12V, 3 cái CB. Cái này rẻ lắm, 10.000. Mình test ở tại chỗ, mình cũng test kỹ rồi, mình đo thông mạch và mình lựa cái CB Nói chung về mình xài cho những cái máy giặt, máy lạnh rồi các thiết bị đóng cắt mà mình muốn sử dụng ấy, mình xài mấy cái CP này. Ở đây cái máy bơm, ở đây cái motor quạt. Mai mốt mình về mình chế quạt xài điện 12V đây các bạn. Rồi cái đây là cái bơm, bơm này cũng 12V luôn, tất cả cái này cũng 12V hết. Bây giờ mình sẽ lấy cái nguồn 12V đây, mình có cái nguồn 12V này, mình cắm vào điện, mình test cho các bạn xem. Trước tiên mình test cái đây đi, cái quạt này đi. Cái quạt này mình mua về để mình thổi bếp lò, nhưng mà mình thấy nó cũng rất là mạnh. Bây giờ mình thử nè, cái lúc mình mua thì người ta thử cho mình luôn, bây giờ mình về mình thử lại cho các bạn nè. Đó, nó khởi động lần lần lên, nó rất là mạnh, gió rất là mạnh, các bạn có thể nghe tiếng kêu á, gió mạnh lắm các bạn, thổi bay cái bịch này luôn. Đó, mạnh lắm. Cái này thì mình về có thể chế thổi bếp lò hoặc là mình chế thành cái ống mình vệ sinh máy móc cũng được, cũng rất là tiện. Rồi bây giờ mình thử tiếp cái motor này cho các bạn xem nè. Motor này cũng sử dụng nguồn 12V. Rồi mình lấy cái sợi dây mình cất vào đây. Cái này bên trong là dương, bên ngoài này là âm nha các bạn. Hồi nãy mình thử cái này thì mình cũng đút cái sợi màu đỏ vào bên trong này, đỏ là dương này, đen và âm. Thì cái motor quạt này á, nó cũng có hai cực, đây là cực dương và đây là cực âm, đây nó có cái hiệu này. Rồi bây giờ mình thực ra motor DC thì âm dương là nó sẽ đảo chiều thôi. Đây ví dụ như mình để dương đây. Đó, mình cho chạy, đấy motor chạy rất mạnh. Đó, chế quạt gió và gắn cái bình điện 12V những lúc cấp điện mình xài rất là tiện, rẻ. Motor này mua có 25, tùy theo cái này mình mua 25.000. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái đầu dương qua đây, đầu âm qua đây. Đó các bạn, thì nó sẽ đảo chiều thôi. Cái này âm dương thì nó đảo chiều thôi, motor DC mà. Rồi, ở đây có một cái bơm. Bơm này thì mình chỉ thử trong đó, mình thử nó chạy thôi chứ mình chưa biết là cái này nó có hút hay không. Mình cũng mua đại. Rồi bây giờ mình thử cho các bạn xem, thử lại nha. Đây dương nè. Đây âm nè. Motor kêu các bạn. Đó, motor chạy rồi đó, motor nó kêu rồi đó. Bây giờ mình sẽ múc một ít nước mình thử xem nè, xem tụi nó có bơm được hay không, bơm mạnh hay yếu nha. Rồi các bạn, đây mình múc một ca nước nè để mình xem thử cái đầu nào là bờ đầu vô và đầu nào đầu ra, nó có ký hiệu trên cái bơm hay không nữa. Ở đây nó không có ký hiệu các bạn ạ. Thì mình nghĩ chắc cái đầu mà có xiết cổ dê này á là cái đầu ra, tại vì cái đầu ra thường nó áp lực nó cao nên người ta siết nè, đầu vô không thấy người ta siết. Cái motor này thì mình nghĩ là motor ở trong mấy cái bình phun thuốc sâu á, rồi người ta tháo ra người ta bán. Bây giờ mình bơm thử á. Đây mình cho cái đầu không có cổ dê vô đây, và cái đầu kia, cái đầu có cổ dê ra ngoài này. Và mình cấp điện thử xem thử nó thế nào. Nước nó ra rồi các bạn, nhưng mà nó tuột cái sợi dây này để mình gắn chặt lại. Rồi đây các bạn, nước nó bơm rồi đó. Nói chung là cũng mạnh á. Rồi hết ca rồi các bạn. Rồi như vậy là bơm vẫn còn tốt. Mình đi dạo một vòng mình chỉ mua được một số món đồ như vậy thôi. Đây, mua được số món đồ rồi. Lần sau thì mình ghé lại thì mình sẽ lưu ý là mình đi tới chợ là mình không nên đi ngày thứ bảy chủ nhật, vì thứ bảy chủ nhật có thể ở những cái gian hàng đó người ta đóng cửa, người ta không có làm việc, chỉ còn một số cửa hàng người ta mở thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em những clip sau.